Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em tham gia chương trình iGớp từ dự án Ziacon Finance nha tất cả anh em. Đây tham gia chương trình nhận top càng của nó các bạn. Phan để em check thông tin các bạn, chờ mình chút xíu nha các bạn. Nó đang con này đang sao ta? Phan. Các bạn chờ mình chút xíu các bạn. Khi tham gia iGớp chúng mình sẽ nhận được con này. Hiện tại Ziacon này nó đang bán chương trình đi nhau các bạn ơi. Giá 1 ETH bằng 5 Ziacon khá là cao nha các bạn. Rồi để tham gia dán các bạn clip phần link mô tả mình và đăng ký một cái tài khoản nha các bạn. Các bạn bấm vào nút tham gia này đó. Rồi các bạn lướt xuống nha các bạn. À rồi ta đăng ký sao ta. Rồi các bạn chờ nó lót chút xíu nha các bạn. Để nó lót trang rồi các bạn mở địa chỉ với ETH của mình ra nè. Phan đây mình chờ lót chút xíu các bạn. Quy tắc tổng cộng hiện tại chương trình iGớp này nó có tổng cộng là 500.000 đô la phân phối iGớp đếm ngược phục vụ trước, còn 2 ngày nữa để phân phối các bạn làm nhanh nha các bạn. Rồi các bạn mở đi. Rồi dùng chỉ chút bạn MetaMask chạy nền tảng EC20 nghe qua. Rồi các bạn mở chút qua. Và các bạn chờ chút qua. Quá. Sang làm mấy cái video gì hết trung lượng luôn. Wow. Rồi các bạn copy địa chỉ với ETH các bạn lướt xuống nè. Rồi các bạn chờ lên con web này nghe qua. Các bạn nhấp đào lại nè. Rồi các bạn bắt địa chỉ ETH của mình vào đây nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút tham gia này nha các bạn. Rồi các bạn chờ nó load chút xíu nha các bạn. Giờ tham gia trên iGớp này mình nhận được 0.02 token Ziacon nha các bạn. Nó có chương trình gift, là chương trình của nó là giveaway nè, có tổng cộng 500 top cần trị giá khoảng 35.000 đô nè. Rồi các bạn phải theo dõi và tan 5 người bạn các bạn và tham gia kênh Telegram channel của nó các bạn. Đây các bạn nhấp vào theo word nè. Nó mới phân phối nghe tất cả các bạn. Rồi các bạn bấm theo dõi nè. Quá may quá lót chậm các bạn. Các bạn cố gắng làm nhanh con này các bạn. Con này chương trình này. Rồi đây là dáng của nó. Nó cái bình luận các bạn. Chích dạng test nè. Rồi các bạn tăng 5.000 vô. Rồi các bạn ghi ai cộng là, các bạn ghi ai cộng là những người theo dõi bạn nha các bạn. À cộng nè. Chết. À cộng. Phan đây mình tìm mấy người bạn kia, PS nè, 1 nè, A công nè, ai nữa ta, 2 nè, A công, ai nữa ta, 3 nè, A công, Phan các bạn, ghét thứ này quá, A công, Lan Kim. Không phải các bạn, 1, 2, 3 bạn để kiếm thêm người bạn nữa các bạn. Năm sáu luôn đi, không biết người được người bạn mình không. Tàn vỏ và thanh bi vô phần. Gì không biết ta. Thì đại ngữ đi cho. Rồi các bạn test lại nghe các bạn.
rồi các bạn bắt đắp lên các bạn. Dự án này đâu ta? Anh copy kênh do anh vào kênh Telegram của nó nha các bạn. Rồi các bạn copy cái này mình chia sẻ cho bạn bè và người thân để nó phong phối nha tất cả các bạn. Vậy video mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn.